Con robot mà các bạn thấy ngay bây giờ là một robot chuyên dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng. Đây thực sự là một nhu cầu cấp thiết và cũng là một vấn đề đau đầu trong xã hội. Phần lớn các nhà vệ sinh công cộng đều có tình trạng vệ sinh rất tồi tệ. Nguyên nhân chính là việc duy trì vệ sinh trong nhà vệ sinh công cộng tốn khá nhiều chi phí nhân lực và quản lý. Bây giờ, với sự xuất hiện của robot này, nó đã giải quyết rất tốt vấn đề chi phí trên, đồng thời có thể tiếp tục thực hiện công việc dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng một cách hiệu quả và chất lượng cao. Các bạn nhìn thấy trong video, robot này thực hiện các bước dọn dẹp bồn cầu một cách chuẩn mực và kiên nhẫn, điều mà công nhân dọn dẹp con người không thể so sánh được, chắc hẳn ai cũng biết. Nếu không được dọn dẹp kịp thời, những bồn cầu công cộng sẽ bẩn đến mức nào. Giờ đây, với robot này, nó sẽ dọn dẹp và khử trùng nhà vệ sinh mỗi ngày theo đúng giờ và điểm cố định, tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh một cách hiệu quả. Thực tế, bồn cầu công cộng còn sạch hơn cả bồn cầu ở nhà các bạn. Nhìn thấy robot này đang dọn dẹp bồn tiểu, chắc chắn các bạn nam sẽ hiểu được dưới bồn tiểu bẩn đến mức nào. Vì vậy, việc dọn dẹp bồn tiểu chủ yếu là làm sạch phần dưới của sàn. Đối với vấn đề này, robot cũng có thể thay đổi công cụ để dọn dẹp một cách chính xác. Bây giờ, robot bắt đầu dọn dẹp bồn rửa tay. Nhiều bạn chắc chắn sẽ nói rằng nó vừa mới dọn dẹp bồn tiểu, thật là kinh khủng. Nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng, nó sẽ thay đổi các công cụ khác nhau để làm sạch từng khu vực. Hãy yên tâm và tin tưởng robot này, nó đáng tin cậy hơn con người rất nhiều, các bạn nghĩ sao?